Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tạp chí Kinh tế Phố Hiến của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Quý vị và các bạn thân mến, Hưng Yên là quê hương của đặc sản nhãn lồng Tiến Vua. Và những ngày tháng 3 này, mật ong hoa nhãn cũng là một đặc sản quý giá không thể bỏ qua. Vậy lựa chọn mật ong hoa nhãn nguyên chất như thế nào? Quý vị hãy chờ đón những thông tin mà phóng viên Thu Hường sẽ mang lại trong mục Tiêu dùng thông thái. Và sau đó thì chương trình cũng sẽ có những tư vấn cụ thể để quý vị có thể dễ dàng đăng ký và sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử Viettel. Chuyên mục Chuyện từ Phố Hiến hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem doanh nghiệp sản xuất sẽ có những thích ứng linh hoạt như thế nào trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, giá nguyên nhiên vật liệu tăng cao như hiện nay. Còn trước tiên sẽ là những thông tin về các chính sách kinh tế nổi bật trong tuần và thông tin tài chính thị trường mà nhóm phóng viên vừa cập nhật. Quý vị nhắc đến Hưng Yên không chỉ nhắc đến đặc sản nhãn lồng mà một loại đặc sản khác cũng được rất nhiều người yêu chuộng, đó là mật ong hoa nhãn. Mật ong hoa nhãn nguyên chất thì còn được gọi là mật ong của mùa xuân bởi nó được sản xuất vào tầm tháng 3, tháng 4 dương lịch, đúng mùa hoa nhãn nở. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp gỡ chị Thu Hường, người đã có kinh nghiệm 20 năm trong nghề mật ong hoa nhãn, giúp quý vị khán giả có thể lựa chọn được loại mật ong hoa nhãn nguyên chất cho gia đình của mình. Tất cả các loại mật đều rất thơm ngon và bổ dưỡng. Mỗi loại hoa, vùng miền đều cho chúng ta những hương vị, màu sắc và độ đậm đặc khác nhau. Tuy nhiên thì mật ong hoa nhãn có phần nhỉnh hơn về chất lượng, độ dinh dưỡng cao hơn. Đặc biệt là mật ong hoa nhãn có hương thơm đặc trưng của hoa nhãn, có màu vàng tươi, màu vàng cánh gián, vị ngọt nhẹ, ngọt thanh mà không gắt, độ đậm đặc vừa phải. Và mật ong hoa nhãn có độ kết dính cao, rất khó bị đóng đường, kết tinh như các loại mật hoa khác. Trong mật ong hoa nhãn có 300 vi chất. Tất cả các vi chất này đều rất cần thiết cho cơ thể. Chúng ta sẽ có những cái cách thức nào để nhận biết mật ong hoa nhãn nguyên chất? Các bạn có thể nhỏ vài giọt mật ong nguyên chất vào trong cốc nước lọc. Khi mật ong không bị hòa tan mà vẫn giữ được nguyên trong cốc nước thì đó là mật ong nguyên chất. Và chúng ta cũng có thể là nhỏ mấy giọt mật ong vào giấy ăn. Giọt mật ong vẫn giữ nguyên vẹn trên giấy ăn mà không bị thấm xuống thì đó cũng là mật ong nguyên chất. Trong quá trình bán hàng thì tôi thấy khách hàng hiện nay đa số là tập trung và quan tâm đến độ đậm đặc của mật. Càng đậm đặc thì mọi người nghĩ rằng đó là mật chuẩn, mật nguyên chất. Nhưng đó là sự lựa chọn khá sai lầm bởi vì mỗi loại hoa đều cho một hương vị, một màu sắc, độ đậm đặc khác nhau. Và trong quá trình khai thác thì thời gian khai thác ảnh hưởng rất nhiều đến độ đặc và độ loãng của mật ong. Ví dụ như đầu mùa thì mật sẽ loãng hơn và cuối mùa thì mật sẽ đặc hơn. Và khi mật ong để lâu gần một năm trở ra thì dưới đáy chai có đọng lại một chút đường, nhưng đó là hiện tượng hoàn toàn tự nhiên, đó là kết tinh của mật ảnh hưởng do thời tiết và do nhiệt độ môi trường. Thưa chị, mật ong hoa nhãn tại vườn thì hiện có giá bán như thế nào ạ? Mật ong ta tại vườn hiện nay có giá bán là từ 200 đến 250.000 đồng trên 1 kg và mật ong Ý có giá bán là từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng trên 1 kg. Vậy thì chúng ta có cách nào để bảo quản mật ong nguyên chất không ạ? Chúng ta có thể dùng chai, hũ, lọ thủy tinh để chứa mật ong, để ở nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Nhiệt độ phù hợp nhất để bảo quản mật ong là từ 25 đến 32 độ C. Vì vậy chúng ta không nên để trong tủ lạnh. Rất nhiều bạn có thói quen là để mật ong trong tủ lạnh, nhưng đấy là một cách bảo quản sai lầm. Nó sẽ làm cho mật không bảo quản được lâu mà lại mất đi các dưỡng chất trong mật. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 là thời gian bắt buộc các doanh nghiệp buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy. Việc đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử thì đối với một số doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm thì sẽ còn khá nhiều vướng mắc. Và trong chương trình ngày hôm nay thì ông Lê Huy Giang, Phó Giám đốc của Viettel Hưng Yên, một trong những đơn vị đi đầu trong việc cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, thì sẽ tư vấn để giúp quý vị khán giả hiểu rõ hơn về vấn đề này. Theo thông tư 78 của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 7, toàn bộ các doanh nghiệp có hộ kinh doanh đang sử dụng hóa đơn giấy trên địa bàn sẽ bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử. Việc mà chuyển đổi hóa đơn điện tử ấy, thì là sẽ là một cái giải pháp tối ưu, tiết kiệm tới 90% chi phí cho các doanh nghiệp và đảm bảo cái tính tối ưu về thời gian và lưu trữ, giúp doanh nghiệp là bảo mật, an toàn, tuyệt đối. Việc hướng dẫn cài đặt và sử dụng dịch vụ thì sẽ được thực hiện như thế nào ạ?
phía nhà cung cấp chúng tôi là đã sẵn sàng cái lực lượng chăm sóc tới từng doanh nghiệp một theo cụ thể từng phường, xã. Khi doanh nghiệp có nhu cầu, có nhân viên đến tận nơi trực tiếp tư vấn bán dịch vụ và trực tiếp là cài đặt hướng dẫn doanh nghiệp và hộ kinh doanh sử dụng được cái dịch vụ đến thành thạo. Chi phí thực hiện dịch vụ này như thế nào thưa ông? Hóa đơn điện tử để giúp cái doanh nghiệp là tối ưu cái chi phí nó đến tới 90%. Thì cái việc mà sử dụng hóa đơn điện tử này là trung bình một hóa đơn điện tử là chưa đến 1.000 đồng. Đấy, và cái thứ hai ấy là từ mùng 1 tháng 4 đến 30 tháng 6 ấy, thì là Viettel chúng tôi ấy là có những cái gói ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng bắt đầu chuyển sang cái hóa đơn điện tử trong cái thời gian này. Thưa ông, trong quá trình sử dụng và cài đặt dịch vụ, nếu như khách hàng có thể gặp những khó khăn vướng mắc thì có thể nhận được sự hỗ trợ ở đâu ạ? Chúng tôi là có rất là nhiều cái line để hỗ trợ khách hàng. Ví dụ như là 1800 8000 là khách hàng có thể gọi trực tiếp phản ánh về những cái lỗi phát sinh hoặc những cái mà khó khăn trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử ở đấy để được hỗ trợ giúp đỡ. Bên cạnh đó có hệ thống nhân viên là bán hàng và cũng là đồng thời là chăm sóc khách hàng là tận dưới địa bàn phường xã hỗ trợ cho khách hàng để làm sao là cái dịch vụ của chúng tôi là tốt nhất. Cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi ạ. Các bạn, thích ứng linh hoạt đó là câu chuyện được nói đến nhiều nhất trong thời điểm hiện nay. Người người thích ứng, nhà nhà thích ứng. Vậy thì còn với các doanh nghiệp thì sao? Họ thích ứng như thế nào trong bối cảnh dịch bệnh thì vẫn diễn biến khá là phức tạp, rồi giá các nguyên nhiên vật liệu đầu vào như là xăng dầu, sắt thép thì đều tăng cao. Ngày hôm nay thì chuyên mục Chuyện từ Phố Hiến đã đến với một doanh nghiệp chuyên sản xuất về kết cấu nhà tiền thế để xem là doanh nghiệp đã thích ứng như thế nào khi mà nguồn nguyên liệu đầu vào của doanh nghiệp chủ yếu là sắt thép. Và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Dương Tiến Giang, đại diện lãnh đạo của công ty để cùng trao đổi về vấn đề này. Công ty chúng tôi được xây dựng đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2019 đến nay. Sản phẩm chủ lực của công ty chúng tôi là các khung nhà thép dân dụng và công nghiệp cho mọi miền của Tổ quốc, cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thưa anh, là năm 2020 khi mà bắt đầu dịch bệnh bùng phát thì công ty đã gặp phải những cái khó khăn như thế nào? Dịch bệnh Covid bùng phát có ảnh hưởng rất nhiều đến cái công việc của các công trình, tiến độ sẽ phải giãn ra này, xuất nhập hàng, ách tắc và đi lại của những cán bộ, công nhân cũng như là công trường đã bị ách tắc rất nhiều. Chúng tôi đã tìm mọi nguồn lực, chúng tôi đã xây dựng những chiến lược, có những khách hàng truyền thống và có những thị trường riêng của chúng tôi. Do vậy là chúng tôi luôn đảm bảo cái công việc cho người lao động có thu nhập ổn định. Trong lúc dịch bệnh như vậy, chúng tôi thích ứng rất là linh hoạt. Lãnh đạo công ty cũng như là sự giúp đỡ của huyện, rồi xã, y tế cơ sở hỗ trợ chúng tôi tiêm vaccine mũi thứ hai, mũi thứ ba trong tất cả những người lao động và cán bộ công nhân viên để đảm bảo được sức khỏe để liên tục được sản xuất không bị gián đoạn. Chúng tôi đã chủ động thuê những khu nhà trọ riêng biệt cho toàn thể cán bộ công nhân viên tập trung ở tại một chỗ để giảm thiểu được lây bệnh chéo trong cộng đồng để đảm bảo được cái nguồn lao động. Tất cả những nguồn kinh phí đó được công ty sẽ hỗ trợ hoàn toàn bộ cho người lao động. Vâng, thưa anh, vừa là bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, đồng thời thì giá nguyên nhiên vật liệu tăng khá là cao, đặc biệt là với công ty của mình là một công ty mà nguyên vật liệu đầu vào chủ yếu là sắt thép, thì công ty đã có những cái sự thích ứng linh hoạt như thế nào để ổn định được sản xuất ạ? Trong cái bối cảnh dịch bệnh, nguyên liệu đầu vào và nguyên liệu đầu vào tăng, giá thép tăng, giá xăng dầu tăng, lãnh đạo công ty chúng tôi đã chỉ đạo rất sát sao và xây dựng những kịch bản rất rõ ràng, tương tác với khách hàng rất là nhanh để giảm thiểu cái rủi ro do biến động giá thép của thị trường. Chúng tôi chỉ tối ưu hóa cái việc vận chuyển lại thôi. Giá nguyên liệu đầu vào có thể tăng nhưng mà hợp đồng có thể là ký rồi, nhưng mà chúng tôi sẵn sàng chia sẻ với khách hàng để đảm bảo sau xây dựng cái nguồn khách hàng đa dạng hơn. Và mục tiêu của chúng tôi đặt ra là làm sao có được đầy đủ công ăn việc làm và có thu nhập ổn định cho người lao động. Đấy là cái mục tiêu chính của chúng tôi trong những năm dịch bệnh khó khăn như thế này. Vâng, thế còn những chính sách để giữ chân người lao động thì như thế nào ạ? Chính sách đãi ngộ rất rõ ràng với người lao động. Đặc biệt là với cái văn hóa của chúng tôi thì luôn luôn là có xu hướng tăng lương cho người lao động. Đầu năm 2022 này, toàn thể cán bộ, công nhân viên đã được tăng lương. Cái mức lương bình quân của người lao động thu nhập trong một tháng là khoảng dao động khoảng từ 15 đến 18 triệu đồng trên một tháng. Chúng tôi rất quan tâm đến người lao động và chăm sóc sức khỏe là người lao động. Đặc biệt là dịp Tết Nhâm Dần và Nguyên Đán vừa rồi, chúng tôi đã chủ động thuê những chuyến xe để đưa những cán bộ, công nhân ở xa
về tận nhà và sau đó là ra Tết đến tận bản để đón người lao động trở lại lao động. Từ nay đến cuối năm 2022 thì dự báo sẽ còn là một khoảng thời gian phía trước với đầy khó khăn, vậy thì công ty có những cái định hướng phát triển tiếp theo như thế nào ạ? Sẽ có rất nhiều khó khăn, nhưng với cái sự chỉ đạo sáng suốt của lãnh đạo công ty cùng với sự quyết tâm cao của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty thì chúng tôi tin rằng là chúng tôi sẽ vượt qua được cái khó khăn trong này. Luôn luôn xây niềm tin và vững tương lai. Vâng, rất là cảm ơn anh đã dành thời gian trao đổi với chương trình ạ. Thưa quý vị và các bạn, với tất cả những biện pháp thích ứng linh hoạt như vậy, đặc biệt là việc đưa ra những kịch bản kỹ càng cụ thể, rồi việc nhạy cảm với thị trường và những chính sách đãi ngộ tốt với người lao động để giữ chân người lao động, thì công ty đã vượt qua những khó khăn của bối cảnh dịch bệnh cũng như là tình hình tăng giá nguyên nhiên vật liệu. Và ở đây thì mỗi tháng công ty đã xuất ra thị trường 1.500 tấn cấu kiện thành phẩm mang đi thị trường trên khắp cả nước, và đồng thời những sản phẩm này thì cũng đã có mặt tại những thị trường quốc tế như là Úc, Malaysia hay là Lào. Quý vị và các bạn thân mến, một câu chuyện phổ hiến ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên đón xem chương trình vào lúc 20 giờ 15 phút tối thứ bảy hàng tuần. Xem lại chương trình trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên như là trên fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 gạch ngang HITV, thông qua ứng dụng miễn phí Hưng Yên TV Go, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên. Mọi ý kiến góp ý xin được gửi về địa chỉ hòm thư tạp chí kinh tế phổ hiến a@gmail.com hoặc qua số điện thoại 0363089089. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.